Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Trung Đẳng đang có mặt tại Tiền Giang, cai lệ Tiền Giang. Sau lưng của Trung Đẳng là một cái biệt thự hết sức là đẹp luôn, hết sức là rộng lớn. Bữa nay Trung Đẳng được lời giới thiệu của anh Hai Hường về đây để phục vụ cho những người khách, những lãnh đạo, những người bạn của anh Tùng ở cai lệ Tiền Giang. Đây một cái biệt thự hết sức là đẹp. Bây giờ Trung Đẳng sẽ vào gặp những người chủ nhà, những người bạn ở đây nha. Trung Đẳng nhận thấy là ở đây là có rất nhiều cây kiển. Dạ, em chào anh. Dạ, dạ. Anh trai tên gì? Anh Tâm. Anh Tâm ha. Chủ nhà. Còn là công ty Thiện Tâm, cổ phần. Ủa, vậy công ty Thiện Tâm là tên anh đó hả? Dạ. À. Thì cái này xưa mua mấy trăm. Em được biết qua anh Tùng. Anh Tùng. Dạ. Hình như cây này cây tùng phải không anh? Cây tùng, tùng kim cương. Cây tùng kim cương, còn cây tùng mà lá nhỏ là cái tùng mà lá nhỏ nhỏ giống cây thông đó ta. Đúng rồi, tùng lá đúng không anh? Tùng là tùng lá hán. Tùng kim cương. À, tùng kim cương, tùng lá hán, hai nó hai màu khác nhau ha. Dạ đúng rồi. Tùng này nó sáng rồi. Mà đang gạt xào uống nước. Dạ dạ, rồi. Đây là anh Tùng ha. Ừ. Dạ anh Tùng, đây Tùng. Tâm Tùng. Có em nào nữa? Có em gái nghệ sĩ Lưu Hồng Huệ đang xuống. Hương Huệ hát hơi dài cùng với em á. Dạ. Đây là tùng kim cương, lần đầu tiên Trung Đẳng biết luôn nha. Tùng kim cương nè. Quá dữ, nghe nói cây này là mắc tiền lắm á cả nhà ơi. Phải không? Đúng rồi. Cây này có nhiêu nói tiền ngang ngửa với mai đó, từ bằng mai với hơn mai đó đó. Giữ thằng gì sao? Đúng rồi. Trời ơi, mai thì quá trời bự. Tùng kim cương là tùng này nè. Đây là cây tùng kim cương nha. Tùng cương, còn cái tùng này là tùng la hán nè. Lá nó dài hơn nhỏ hơn quý vị. Hai cây này cây nào mắc tiền hơn anh Đẳng? Nói chung là cây nào nó cũng ngang nhau thôi. Cây nào bự thì mắc tiền hơn cây này, mắc tiền hơn cây này tại vì nó bự hơn. À. Gốc lâu năm hơn. Cái lá này nó khác lá kia xíu ha. Đúng rồi, cái này là nó y chang vậy nhưng mà nó ở phía sau nè. Trung Đẳng sẽ mời tất cả cô chú ra phía sau, cũng rất nhiều cây tùng đẹp nè. Đây là tại Tiền Giang. Lần đầu tiên Trung Đẳng được biết anh Tùng qua lời giới thiệu của anh Hai Hường. Rất là cảm ơn anh Hai đã giới thiệu cho em Út rồi về đây. Quá phía sau rộng quá cả nhà ơi. Mấy cây kiển đẹp quá. Quá trời cái sân khấu rồi anh Đẳng ơi. Dạ. Quá trời. Cái hòn đá này phải đá thường nha, đá dữ à. Phải không anh? Ở đây đá nằm bộ đá này cũng đỉ đụng đỉ đó. Nè cây phía sau của Trung Đẳng là những cây tùng hết sức là độc đáo đẹp. Ở đây cây kiển rất là đẹp cả nhà ơi. Đây là cây tùng nè, tùng này tùng là tùng kim cương. Quá trời, cây này nó dài tới 10 kg luôn, dữ anh Đẳng. Tùng dài ghê ta. Đúng rồi. Cái này người ta uống hay sao mà công phu ghê hồn trời. Uống từ nhỏ tới lớn em. Nè. Ừ, nhỏ là uống. Đá này là rất là công phu, đá này nè, đâu phải chứ không mà đem về đây được đâu. Đá này chắc thử trên núi trở về sao quá đã ta đẹp quá ta. Đúng rồi, mấy chỗ mà khai thác đá đó, mấy chỗ mà núi đá đó. Ủa sao nó có cái ngắn nhìn lạ ta? Đúng rồi. Đá này nói chung là để phong thủy em ơi. Ủa vậy hả? Đá này là tự nó vậy luôn hay là mình phải làm đó ta? Hay Đẳng? Người ta đục đẽo em. Nó tự nhiên người ta đục đẽo chỉnh sửa lại. Dạ. Nó có hang động rồi nè, ghê hồn trời. Đúng rồi. Hồi lọt vô núi của Tài Thiên luôn á Đẳng ơi. Rồi, bây giờ mình tiến hành ra ngoài cả nhà ơi. Mình nãy mình cũng gặp anh Tâm chủ nhà rồi. Chủ nhà này là anh Tâm là công ty Thiện Tâm luôn. Dạ yeah, anh. Còn anh Tùng là bạn của công ty chung với anh Tâm. Này bàn đá nè. Bàn này chiều ha, chiều ngồi nhậu ha. Lai chim đồ. Cái này ngồi chừng 30 người cũng được nữa. Công nhận cái cảnh ở đây đẹp quá trời bạn Dũng ơi. Này nè cảnh đây nè.
Bức tranh này thơ mộng quá anh Đăng ơi. Nếu mà để vẽ được bức tranh này cũng không phải tầm thường, nói chung là cũng phải là trình độ và đẳng cấp, phải nói là trường lớp dữ dằn mới vẽ được bức tranh này. Quá đẹp ha, nhìn đi ngang như là cảnh thiệt luôn á trời. Bạn Giang Chí Dũng cầm giùm mà chụp hình cái rồi cho bạn chụp anh em. Một hai ba, quá đẹp trai. Rồi cái thuốc này anh cầm ở đó đi, cầm ở giữa bên để cho đẹp. Một hai ba, quá đẹp, quá rõ luôn. Ủa bữa nay mình đi hát bao nhiêu anh em nghệ sĩ hả? Nhiều không? Bữa nay hả? Tại vì theo lời mời của anh Tùng thì anh với lại Lưu Hồng Huệ với có Bùi Trung Thành em của mình. Yeah. Rồi thí dụ như là ở đây còn có một số anh em nữa đó thì anh em cô chú cùng song ca nhau. Yeah. Rồi thí dụ em lên hát luôn. Trời. Rồi song ca đội một sống dậy của Giang Chí Dũng luôn, cao luôn. À, quá dữ. Mình băng nhà mà. Đúng rồi, mình chơi. Là cái đoàn lãnh đạo của Đắk Lắk và cơ sở ở ngoài đó. Yeah. Về là huyện cái lại mình mới là tổ chức văn bản tiếp đối xứng. Ở ngoài chủ tịch về thì ở đây chủ tịch chứ. Dạ. Ông hải trưởng là phòng về thì đi trung phòng tới. Dạ. Bữa nay là tiếp khách lãnh đạo không ha? Lãnh đạo. Dạ. Thì có một số khoảng 50 cái doanh nghiệp. Dạ. Để chung tết với lãnh đạo. Hảo về đây chơi anh hoài lâu. Ai? Anh Hảo. À vậy Hảo về đây rồi hả? Anh về đây chơi anh lâu. À. Bữa nay có anh Hảo không? Không, hôm nay nó đi Trà Vinh. Dạ. À, Trà Vinh. Về đám gần đây nó đủ chơi xong cái nó gọi anh nhậu riêng. Dạ. Tự chơi riêng nó hoài. Qua đây tham quan mấy cây nhãn này lâu năm nè cả nhà ơi, quá dữ rồi. Trời, cái nhãn cũng lạ anh Đăng ơi. Có trái luôn kìa. Này là đúng là tùng kim cương nè. Cái này nếu tính ra chắc cũng lớn tuổi hơn Dũng á. Dữ vậy? Ừ. Mấy chục năm á. Độ nó cao kìa. Dũng thần người ta. Ừ. Nãy có con cá giò trắng tươi à. Lạ ha. Lọt dưới nghe. Cái gì trắng sát kìa? Cá giò á. Vậy hả? Ừ. Cá giò trắng đó nó nổi lên luôn kìa, thấy không? Nó trúng tên nó nổi lên luôn kìa. Hồ cá này giống hình cái hồ cá ở đang chỗ quận 8 mình hay đã ha. Ừ. Thấy bánh mì xuống ăn không? Không ăn rồi, nó sợ rồi, nó no quá rồi. Rồi đạo diễn, đạo diễn qua đây, đạo diễn qua đây nè. Hôm nay cho cả nhà thấy là Trung Đẳng đang đến một cái ngôi nhà, ngôi biệt thự của công ty Thiện Tâm ở tại Tiền Giang. Phải nói là rất là rộng lớn luôn quý vị. Phải nói là cho Trung Đẳng mở rộng tầm mắt luôn. Cho Trung Dũng thấy là hết hồn luôn. Nếu mà để đem cái hòn đá này về đây á, không phải đơn giản quý vị. À. Tiền thì phải mình phải nói là cỡ tiền tỷ trở lên. Những thằng vậy trời. Còn đem về thì xe cẩu hả? Xe cẩu là phải nói là từ giá 2-3 chiếc mới làm cái này nổi. Khó lắm Đăng ơi. Bình thường là không bao giờ làm nổi đâu. Ôi trời, nó bự gì đâu á Đăng. Tại ơi. Vì cái lúc hồi nãy mình dòm từ xa anh Đăng. Đúng rồi. Mình thấy nó đơn giản mà lại gần thấy bự ghê ha. Em đến gần thì ghê không? Ồ. Đó. Mà cái này là thiết kế trang trí là không phải tầm thường. Nói chung là những người có đẳng cấp trình độ.
Hồi nãy em không đi nha. Em cái lúc mà anh Đẳng mà nói mà chở xe tải, em nghĩ là em mới giật mình đó. Chở xe tải và xe cẩu luôn, rất là nhiều. Cả container luôn, xe tải chở không gì nổi. Nếu mà tiền đá này thì thôi mình không nói nữa. Mình chỉ biết tiền tỷ thôi chứ không biết nhiêu tỷ nha cả nhà. Rồi, cả nhà bữa nay là xem được những cây tùng, phải nói là trong đời của Đẳng luôn, trong đời của Đẳng là lần đầu tiên được thấy những cây tùng đẹp như này. Tùng kim cương và tùng La Hán. Được bữa nay mình được biết hai loại tùng. Cây rất là đẹp. Và bây giờ cả nhà mình chút xíu nữa là mình sẽ quay ca hát cho cả nhà xem. Còn bây giờ thì mình vào dạo cảnh nãy giờ thì cũng đủ rồi. Chắc có lẽ là cả nhà tham quan sơn cái là mình sẽ chia tay chút xíu, mình gặp gỡ lại những cái bài hát, những trích đoạn cái lương của nam nữ nghệ sĩ. Mời cả nhà cùng xem cảnh đẹp lại nha. Quay qua đứng yên này nè. Quay qua đây đứng yên này, có lấy cái cảnh này cho bạn Dũng thấy đi. Quá đẹp Dũng ơi. Nói chung là em đi chỗ này là em nhớ lại cái trang chỗ nhà của anh gì, anh Cất ở dưới quê á, dữ lắm. Cất. Ừ, quá trời cái nhà. Dưới cái chỗ Cần Thơ bữa hôm mình đi hát ngay chỗ biệt thự đó anh Đẳng. Đúng rồi. Em nhớ gì nè. Quá trời đẹp. Quá đẹp cả nhà ơi, phải nói là đã quá. Bữa nay là cũng hơi nóng nha, nhưng mà cũng còn mát tí.